Hello mọi người, lại là khách công lại là khách công đây. Thì lần trước với video kêu gọi cộng đồng mạng Việt Nam chung tay đem nút kim cương Hồng Ngọc về của khách công thì bị mọi người ném đá ghê quá, cứ bảo là khách công ảo tưởng sức mạnh lại không làm nội dung gì mà đòi đem nút kim cương về cho khách công, cho chính bản thân khắc công. Thì sự thật là trong video đó khắc công không hề nói là mọi người hãy sub cho kênh của khắc công để khắc công được 10 triệu sub mang về nút bạc, nút kim cương đầu tiên. Khắc công chỉ nói trong đó là khắc công ước mơ, giá như mình được điều đó thì hạnh phúc biết bao thôi. Đây video này làm bị ăn chửi quá trời luôn, nhưng mọi người không nghe, chưa đọc gì hết mà đã bay vào chửi mình rồi. Thì đó là giải thích cho video hôm đó, còn vẫn chủ đề là kêu gọi mọi người mang nút kim cương đầu tiên về cho Việt Nam. Vâng, thì khắc công xin giới thiệu với các bạn Pháp TV, kênh YouTube có lượt subscribe cao nhất Việt Nam 8.790.022 người đăng ký, chỉ còn 1.210.000 người nữa sẽ được 10 triệu sub. 10 triệu người đăng ký sẽ là kênh YouTube đầu tiên Việt của Việt Nam có nút kim cương. Và video này cũng như video lần trước thôi, kêu gọi cộng đồng mạng Việt Nam mang nút kim cương về cho Việt Nam. Và kênh YouTube gần chạm nhất đến nút kim cương đó là Pháp TV. Mọi người ơi, hãy cùng nhau sub cho Pháp TV nào. Chỉ 1.210.000 sub nữa thôi là được tròn 10 triệu rồi. Nút kim cương đầu tiên sẽ về Việt Nam. Nội dung của Pháp TV cũng khá là hay mà, khá là vui nhộn mà. Họ cũng rất là chăm chỉ ra video nữa. Thôi, video này chỉ vậy thôi. Mong mọi người hãy giúp cho Pháp TV để Việt Nam có nút kim cương đầu tiên. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Khắc Công.